Xin chào tất cả các em. Buổi học hôm nay cô và các em chúng ta cùng đi vào bài 23 trong quyển sách bài tập khoa học tự nhiên lớp 8 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 23.1 yêu cầu các em khoanh vào từ đúng hoặc sai để đánh giá các câu dưới đây khi nói về tác dụng của dòng điện. Câu thứ nhất, khi dòng điện chạy qua dây dẫn bằng đồng thì làm cho nó nóng lên và phát sáng. Câu này là sai, bởi vì là khi mà nó chạy qua các cái dây dẫn ấy, đấy, thì nó chỉ có tác dụng nhiệt thôi, làm cho dây dẫn nóng lên thôi, chứ không phải là nóng đến mức phát sáng. Cái mức phát sáng này chỉ phát sáng ở dây tóc bóng đèn, chứ không phải là dây dẫn nhá. Đối với dây dẫn thì nó chỉ làm cho nó nóng lên, được chưa? Nóng lên. Như vậy, đây là tác dụng nhiệt. Vậy câu này là câu sai, các em sẽ khoanh vào cho cô sai này. Cô nhắc lại, sai ở chỗ là nó không phải là phát sáng, được không? Sang câu số 2, đèn LED hay còn gọi là đèn diode phát quang chỉ cho dòng điện chạy qua theo một chiều nhất định. Cái này là đúng. Đèn LED thì nó chỉ cho dòng điện chạy qua theo một chiều. Khi mà cực dương của đèn LED thì nối với cực dương của nguồn điện. Cực âm thì nối với cực âm, dương nối với cực dương. Sang câu số 3, dòng điện chạy qua bất kỳ vật dẫn nào cũng gây ra tác dụng nhiệt. Tức là khi mà dòng điện chạy qua dây dẫn thì nó sẽ làm cho dây dẫn nóng lên. Cái này là đúng. Sang câu số 4, để mạ vàng vỏ đồng hồ thì người ta sẽ ứng dụng tác dụng nhiệt của dòng điện, đúng hay sai? Khi mà để mạ một cái kim loại nào đấy, mạ tức là chúng ta sẽ xem như là một cái lớp phía bên ngoài đấy. Ví dụ như mạ vàng thì chỉ có cái lớp bên ngoài của nó là bằng vàng thôi, còn cái lớp bên trong thì nó không phải là bằng vàng. Thì cái đấy là người ta sẽ ứng dụng cái tác dụng là tác dụng hóa học nhá. Tác dụng hóa học của dòng điện chứ không phải là tác dụng nhiệt, được không? Tác dụng nhiệt là sai rồi. Các em có thể ghi chú vào đây, đây chính là tác dụng hóa học. Cô chuyển sang câu số 5. Nước tẩy sạch quần áo được chế tạo nhờ tác dụng sinh lý. Cái này là nước tẩy sạch quần áo là nó không phải là tác dụng sinh lý, đúng không nào? Tác dụng sinh lý thì người ta chỉ ứng dụng là ví dụ như ở các cái máy trợ tim thôi, đúng không nào? Đấy, chứ không phải là nước tẩy sạch quần áo như này. Cái này là sai. Người ta ứng dụng cái tác dụng sinh lý trong một số cái chữa bệnh. Đấy, ví dụ như là máy trợ tim. Câu số 6, dòng điện khi mà chúng ta cho dòng điện thích hợp đi qua cơ thể người thì có thể chữa được một số bệnh. Câu này đúng các em. Như vậy, bài 23.1. Ý 1 sai, hai ý 23 đúng. Ý 4 và ý 5 là hai ý sai và ý 6 là ý đúng. Chuyển tiếp sang bài 23.2. Bằng những cách nào quan sát được tác dụng nhiệt của dòng điện? Các em có thể quan sát tác dụng nhiệt của dòng điện như sau. Đầu tiên, các em có thể quan sát dựa vào dòng điện khi mà nó chạy qua bóng đèn sợi đốt. Các em biết đèn sợi đốt tức là cái đèn mà đèn bóng đèn dạng tròn tròn đấy, mà các em nhìn vào phía bên trong nó có mấy cái sợi dây tóc đấy, nó đưa chăng 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 như mạng nhện đấy, nhìn thấy chưa? Đấy thì người ta gọi đấy là đèn sợi đốt, thì nó sẽ làm cho dây tóc bóng đèn nó nóng lên và nóng, sau đó thì nó nóng đến mức độ phát sáng. Hoặc các em có thể khi mà các em bạn nào để ý thì chúng ta thấy đun nước bằng cái ấm điện thì các em thấy cái phần ruột gà ở phía trong ấm điện thì nó nóng và nó nóng lên và nó đỏ. Đấy. Xong được bài tập 23.2, cô chuyển tiếp sang bài tập 23.3 như sau. Chúng ta cùng đọc qua đề bài 23.3. Hãy chỉ ra tác dụng của dòng điện
trong các cái trường hợp dưới đây. Trong phòng được chiếu sáng bởi bóng đèn điện. Như vậy ở đây, khi mà chiếu sáng như này thì đây chính là tác dụng phát sáng. Như vậy đây chính là tác dụng phát sáng này. Tác dụng phát sáng. Đun nước bằng ấm điện làm cho nước ở phía bên trong là nó nóng lên và nó sôi, đúng không? Như vậy là đun nước bằng ấm điện là người ta dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện. Cái này là tác dụng nhiệt. TG là tác dụng nhá. Đấy. Như vậy, đầu tiên là ý A là tác dụng phát sáng này. Ý thứ hai là tác dụng nhiệt này. Ý thứ ba này, nếu mà chúng ta là quần áo bằng cái bàn là điện. Bàn là điện thì cái phần phía dưới của bàn là nó là một cái dạng kim loại. Và khi mà chúng ta cắm điện vào thì nó nóng lên. Chúng ta đã để lên chúng ta là quần áo giúp quần áo nó thẳng ra. Như vậy đây cũng là tiếp tục là tác dụng nhiệt. Mạ vàng này hoặc là mạ bạc, một vật bằng kim loại, tức là cái vật này nó bằng kim loại nhưng mà không phải là kim loại bạc hay là kim loại vàng. Chúng ta mạ vàng mạ bạc thì người ta sẽ phủ một lớp vàng hoặc người ta sẽ phủ một lớp bạc vào phía bên ngoài của cái phần kim loại đấy. Đấy, như vậy cái này là khi mà mạ cái gì đấy thì đấy chính là tác dụng hóa học. Vậy ở đây cái này chính là tác dụng hóa học. Tiếp theo, trang trí cây thông ngày Tết bằng đèn LED. Đèn LED thì nó là chính là tác dụng phát sáng kìa. Tác dụng phát sáng. Câu chuyển tiếp sang bài tập 23.4. Những bạn nào mà chưa xong, các em hãy dừng một chút để tiếp tục làm xong. Bài 23.4 như sau, hãy ghép nội dung ở cột bên trái phù hợp với một nội dung ở cột bên phải để thành câu hoàn chỉnh. Câu số 1. Bóng đèn của bút thử điện phát sáng là do gì các bạn? Nó phát sáng này. Thì chính là do tác dụng phát sáng của dòng điện. Như vậy, 1 thì các em sẽ nối với C cho cô. 1 các bạn nối với C. Như vậy ở đây, cô sẽ ghi là 1C nhá. Hoặc là nối đi. Đấy, 1 thì cô đi nối với C. Câu 2. Có thể mạ, khi mà mạ một cái gì đấy thì đó chính là tác dụng hóa học. Nhớ nhá. Mạ một cái gì đấy thì chính là tác dụng hóa học này. Như vậy 2 các bạn đối với B này. Có thể bị co khi có dòng điện đi qua thì đây chính là tác dụng sinh lý của dòng điện. 3 các em đối với D. 4 bóng đèn, dây tóc phát sáng là do gì các bạn? Nó là do tác dụng nhiệt của dòng điện. Và nó cũng là do gì? Tác dụng phát sáng của dòng điện. Như vậy ở đây 4 này thì các em sẽ nối với A và nối với C cho cô. 4 thì nối với A và nối với C. Chuyển tiếp sang bài tập số 5. Ta có bài tập số 5 như sau. Dòng điện chạy qua dụng cụ nào dưới đây khi hoạt động bình thường vừa có tác dụng nhiệt vừa có tác dụng phát sáng? Vậy thì khi mà nó vừa có tác dụng nhiệt vừa có tác dụng phát sáng thì chính là cái bóng đèn điện của
cái loại mà có dây tóc bóng đèn đấy các bạn. Thì khi mà có dòng điện chạy qua thì cái dây tóc bóng đèn đấy nó sẽ nóng lên và nó phát sáng. Như vậy là nó vừa có tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng, thì nó là bóng đèn loại dây tóc chứ không phải là bóng đèn diode phát quang đâu nhá. Đấy, mà nó là bóng đèn loại dây tóc đấy. Xong được bài tập 23.5. Cô chuyển tiếp sang bài tập 23.6. Dụng nhiệt của dòng điện có ích trong trường hợp nào dưới đây? Cái quạt điện đang hoạt động thì nó có cần phải tác dụng nhiệt không? Thực ra khi mà quạt điện nó quạt lâu ấy thì em sờ lên phía bên trên cái quạt đấy thì em thấy nó nóng lên. Cái tác dụng đấy là cái tác dụng không có ích. Không có ích mà chúng ta chỉ muốn là gì? Điện năng nó chuyển hóa thành cơ năng làm cho cái quạt nó quay thôi, chứ chúng ta không mong muốn là cái quạt điện nó nóng lên, đúng không nào? Như vậy là khi mà quạt điện nó đang hoạt động mà cái quạt điện này tác dụng nhiệt làm cho cái quạt điện nóng lên thì đấy là điều chúng ta không mong muốn. Đấy, chúng ta chỉ mong muốn là làm sao cái quạt nó quay, chứ chúng ta không muốn là nó nóng lên, đúng không nào? Như vậy cái đây này là không có ích. Nồi cơm điện đang nấu cơm thì cái này có ích không? Có, đúng không nào? Chính vì cái tác dụng nhiệt nên là nó mới làm cho cái gạo ở phía bên trong nồi nó chín thành cơm. Cái máy thu hình đang hoạt động, chúng ta mục đích của máy thu hình là chúng ta muốn thu hình thôi, chứ chúng ta có cần đến là nó phải nóng lên không? Không, đúng không nào? Như vậy là tác dụng nhiệt trong trường hợp này là không có ích. Còn khi mà chúng ta đun nước đấy thì chúng ta cần có nhiệt năng để cho nước nó sôi, như vậy trường hợp này có ích này. Như vậy là 23.6 thì tác dụng nhiệt có ích trong hai trường hợp là trường hợp B và trường hợp D. Các em sẽ khoanh vào cho cô hai ý B và ý D. Chuyển tiếp sang 23.7. Em hãy liệt kê các trường hợp ứng dụng tác dụng nhiệt và tác dụng hóa học mà em biết. Tác dụng nhiệt ví dụ như là chúng ta có gì? Bếp điện này, bàn là điện này, bóng đèn sưởi đốt này, hoặc là gì? Nồi cơm điện này, đúng không? Ấm điện này. Đấy, như vậy thì chúng ta có một số các cái ứng dụng. Các em có thể sang bên này chúng ta viết cho nó dễ. Như vậy, ở đây 23.7 tác dụng nhiệt. Các em có thể lấy ví dụ đó là bếp điện, bàn là điện, bóng đèn điện, ấm điện. Rồi, nồi cơm điện. Đấy, ghi thêm vào đây. Ấm điện rồi đến nồi cơm điện. Còn cái tác dụng hóa học mà các em hay thấy là khi mà chúng ta muốn mạ một cái gì đấy, mạ vàng, mạ bạc đấy, hay là mạ nhôm, mạ đồng, thì chúng ta ý là chúng ta muốn phủ cái lớp kim loại vào phía bên ngoài của nó đấy, hoặc là chúng ta dùng trong tinh chế kim loại. Đây là các cái ứng dụng hóa học. Nhớ là khi mà các em gặp cái trường hợp câu trắc nghiệm mà người ta bảo là mạ cái gì đấy, tức là đấy chính là ứng dụng của cái tác dụng hóa học của dòng điện nhé. Chuyển tiếp sang bài tập 23.8. Hai mươi ba chấm tám chúng ta có như sau. Để mạ bạc cho một chiếc hộp bằng đồng thì chúng ta làm theo cách nào dưới đây? Khi mà kem muốn 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 mạ một cái vật nào đấy thì cái vật cần mạ, nhớ này, vật cần mạ thì các em sẽ nối với cực âm của nguồn điện, được chưa? Như vậy ở đây cái hộp này này, vật cần mạ thì luôn nối với cực âm. Còn cái chất mà cần mạ, chúng ta cần mạ cái chất nào đấy thì cái chất mà chúng ta cần mạ chúng ta sẽ nối với cực dương. Như vậy ở đây để mạ bạc, tức là cái bạc này phải nối với cực dương này. Còn cái vật cần mạ này, đó là chiếc hộp bằng đồng.
Cái vật cần mạ thì các em luôn luôn là nối với cực âm của nguồn điện, nhớ chưa? Còn chúng ta muốn mạ cái gì? Cái vật cần mạ là vật nào? Ví dụ như chúng ta có một cái đây là ví dụ một cái hộp bằng đồng. Tức là cái hộp này là nó là làm bằng kim loại đồng. Nhưng bây giờ chúng ta mạ bạc, tức là chúng ta phủ một cái lớp bạc vào phía bên ngoài của nó thôi. Còn bản thân phía bên trong nó là bằng đồng. Như vậy, cái vật mà chúng ta cần mạ này thì các em sẽ nối với cực gì? Nối với cực âm. Còn cái lớp mà chúng ta muốn phủ ra bên ngoài, mạ bạc tức là chúng ta phủ bạc ra bên ngoài, thì cái phủ ra bên ngoài đấy sẽ nối với cực dương. Như vậy ở đây, cái bạc này các em sẽ nối với cực dương thì chúng ta có này, nối thỏi bạc với cực dương, được không? Của nguồn điện. Còn cái vật mà chúng ta cần mạ này này thì chúng ta nối với cực âm, nối hộp đồng với cực âm của nguồn điện. Và tất cả chúng ta phải nhúng vào trong dung dịch gì? Chúng ta cần mạ bạc thì chúng ta phải nhúng vào trong dung dịch muối bạc. Đấy, muối của cái kim loại mà chúng ta cần mạ này. Muối là muối của cái kim loại mà các em cần mạ để cho dòng điện chạy qua dung dịch. Như vậy, cái đáp án đúng ở đây chính là đáp án D. Đấy, thế bây giờ nếu như mà chúng ta muốn mạ vàng thì sao? Thì các em sẽ nối một cái thỏi vàng với cực dương của nguồn. Đấy, rồi các em nối cái hộp này với cực âm của nguồn điện. Và tất cả chúng ta phải để vào trong cái dung dịch của muối muối vàng chẳng hạn. Đấy, còn ở đây là vì là chúng ta mạ bạc nên chúng ta sẽ dùng muối bạc để chúng ta để trong cái dùng cái dung dịch muối bạc đấy để chúng ta cho dòng điện chạy qua. Như vậy cái đáp án đúng ở đây chính là đáp án D. Và sau khi các em làm câu này thì các em nhớ cho cô, chúng ta cần mạ kim loại nào thì cái vật cần đem mạ đấy thì sẽ luôn nối với cực âm, cái kim loại đem mạ thì sẽ nối với cực dương, và chúng ta sẽ dùng cái dung dịch muối của dung dịch muối đem mạ, được không? Sang bài tập tiếp theo là bài tập 23.9. Một nguồn điện không biết là không được đánh dấu cực, tức là chúng ta không biết được đâu là cực âm mà cũng không biết được đâu là cực dương của cái nguồn. Bằng cách nào có thể xác định được cực dương và cực âm của nguồn điện này? Như vậy, để xác định được cực âm, cực dương thì các em có thể dùng gì? Các em có thể dùng đèn LED để chúng ta biết được. Và các em sẽ có cái cách làm như sau. Các em cùng quan sát. Bài 23.9. Ta có cách làm như sau. Dùng đèn LED đã biết hai cực của đèn để thử. Yêu cầu các em mắc mạch điện gồm nguồn điện, đèn LED, dây nối đèn LED với hai cực của nguồn điện. Chú ý, các em cần mắc thêm điện trở để chúng ta bảo vệ cái đèn LED. Nếu như mà các em thấy đèn LED nó sáng, vì là đèn LED là nó cho cái dòng điện một chiều đi qua nó, tức là nó sẽ sáng khi cực dương của đèn nối với cực dương của nguồn điện. Như vậy nếu các em nối đèn LED phát sáng, nếu như mà đèn LED các em nối vào mà đèn LED phát sáng thì chứng tỏ là cực dương của đèn đã nối được cực dương của nguồn điện. Như vậy chúng ta xác định được luôn là dương của nguồn điện, đúng không? Còn nếu như mà khi mà chúng ta nối đèn LED vào mà chúng ta thấy là đèn LED nó không phát sáng, tức là khi đó là cực dương của nguồn thì nó đã nối với cực âm của đèn LED đấy. Như vậy thì chúng ta cũng xác định được là hai cực âm dương của cái nguồn điện thông qua là đèn LED, việc đèn LED là sáng hay là đèn LED là tắt. Nếu sáng thì cực dương của đèn LED đã nối với cực dương của nguồn. Còn nếu như mà nó tắt thì cực dương của đèn LED đã nối với cực âm của nguồn để chúng ta sẽ suy ra được cái cực còn lại. Cô chuyển sang bài tập cuối cùng, bài tập 23.10. Hai
23.10 phần này các em đọc rất là nhiều phần nội dung ở trong sách bài tập đây. Chúng ta có bóng đèn điện, ứng dụng tác dụng của dòng điện, người ta chế tạo ra các cái loại bóng đèn chiếu sáng. Hiện nay trên thị trường có hai cái loại bóng đèn mà chúng ta hay sử dụng, đó là đèn cái đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang, hay còn gọi là đèn ống, đèn tít. Đèn ống là các em hay nhìn thấy trong nhà chúng ta. Có cái loại bóng đèn dài dài đấy, cái ống dài dài mà nó phát ra ánh sáng màu trắng đấy, hoặc là đèn compact, hoặc là đèn led. Đèn sợi đốt này, đây là một dây tóc thì nó là một cái bộ phận chính của bóng đèn sợi đốt, được làm bằng kim loại, đó là kim loại wolfram. Dây tóc của bóng đèn được bảo vệ bên ngoài bằng một cái lớp thủy tinh trong suốt hoặc mờ, đã được hút cái không khí ở bên trong và bơm vào các cái khí trơ. Kích cỡ của bóng đèn đủ lớn để không bị hơ nóng và làm nổ. Hầu hết các bóng đèn đều được lắp vào các cái đuôi đèn, dòng điện sẽ đi qua đuôi đèn vào đến dây tóc thì nó sẽ làm nóng dây tóc đến mức là nó phát sáng. Nó nóng đến mức độ phát sáng đấy. Ngày nay đèn sợi đốt ít được sử dụng vì hiệu suất của cái hiệu suất phát quang là rất thấp, chỉ khoảng 5% điện năng được biến thành quang năng, còn lại thì nó chủ yếu là nó tỏa nhiệt, nên khi mà chúng ta sờ vào bóng đèn thì chúng ta có cảm giác là rất là nóng và có thể bị bỏng. Cái loại bóng đèn này là loại bóng đèn tròn mà các em thấy là phía bên trong của nó có những cái sợi, wolfram mà các em nhìn thấy như là nhiệt nó tần răng tờ phía trong đấy. Đấy, và khi mà những cái sợi đấy nó không may nó bị đứt đi thì bóng đèn đã bị cháy đấy, thì nó sẽ không sáng được. Và cái bóng đèn đấy thì thường là khi phát sáng thì nó có màu đỏ và nó rất là nóng, các em chạm vào thì có thể bị bỏng. Tiếp theo là chúng ta sang đèn huỳnh quang hay là đèn compact. Đèn huỳnh quang hay gọi đơn giản nó là đèn tuýp hay là đèn ống, gồm điện cực làm bằng dây wolfram có dạng lò xo xoắn, nối ra ngoài qua chân điện và vỏ đèn phủ một lớp bột huỳnh quang, hợp chất chủ yếu là phosphor. Ngoài ra người ta còn bơm vào một cái ít hơi thủy ngân và khí trơ, đó là khí neon và argon, để làm tăng độ bền hai cực và tạo ánh sáng màu. Nguyên lý làm việc: khi đóng điện thì hiện tượng phóng điện giữa hai cực làm phát ra tia tử ngoại, hay còn gọi là tia cực tím. Tia tử ngoại có tác dụng vào lớp bột của lưu huỳnh của cái bột huỳnh quang này, làm nó phát sáng. Ngoài ra, để giúp cho hiện tượng phóng điện xảy ra thì người ta còn lắp thêm các cái chấn lưu và tắc te. Do ít tỏa nhiệt ra môi trường bên ngoài nên đèn huỳnh quang sẽ cho hiệu suất phát sáng cao hơn nhiều so với đèn sợi đốt, và tuổi thọ của nó cũng là cao hơn. Bình quân dùng đèn huỳnh quang thì tiết kiệm hơn đèn sợi đốt đến từ 8 đến 10 lần. Hiện nay ngoài thị trường xuất hiện đèn huỳnh quang thu nhỏ hay còn gọi là đèn compact. Nó cũng rất giống với đèn huỳnh quang nhưng hiệu suất phát sáng cao hơn và nó tiết kiệm điện năng hơn. Tiếp tục chúng ta sẽ sang loại đèn tiếp theo là đèn led. Cơ chế hoạt động của đèn led thì sẽ được học ở môn vật lý cấp trung học phổ thông. Đèn led có hai đầu ra, đầu dây ra phía bên ngoài, một đầu thì là cực dương và một đầu thì cực âm, nó có ký hiệu hai cái chốt dương âm như này. Cho dòng điện chạy qua đèn led đúng chiều, tức là cực dương của đèn thì phải nối với cực dương của nguồn điện và cực âm của đèn thì nối với cực âm của nguồn điện, thì lúc đó đèn nó sẽ phát sáng. Ánh sáng phát ra từ đèn led có màu khác nhau, nó phụ thuộc vào cái tạp chất trong chip bán dẫn của đèn led. Hiện tượng ở hiện nay thì đèn led đang dần dần được thay thế cho các cái loại đèn truyền thống, ví dụ như là đèn sợi đốt, đèn halogen. Dùng đèn led vào mục đích chiếu sáng thì nó sẽ tiết kiệm điện năng hơn so với đèn sợi đốt vì hiệu suất phát quang của nó cao hơn và tuổi thọ của nó thì nó là rất lớn, có thể lên đến là 100.000 giờ.
Sau khi các em đọc xong, sau khi các bạn đọc xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chọn các cái câu trả lời như sau. Khi có dòng điện chạy qua, dây tóc bóng đèn nóng lên tới nhiệt độ cao và phát sáng. Ở đây chúng ta xem thử câu nào là câu đúng trong các câu này nhé. Như vậy, các em sẽ đọc xem thử câu A này là đúng hay sai nào. Khi có dòng điện chạy qua, dây tóc bóng đèn nóng lên đến nhiệt độ cao và phát sáng. Câu B, dây tóc bóng đèn được làm bằng bất cứ kim loại nào. Câu C, bên trong bóng đèn sợi đốt là chân không. Và câu D, tuổi thọ của bóng đèn sợi đốt là rất cao. Như vậy, trong các đáp án ABCD này, các em chọn xem thử đáp án nào là đáp án đúng. Dây tóc bóng đèn thì nó không phải làm bằng bất cứ kim loại nào, mà nó được làm bằng gì? Wolfram, đúng không nào? Đấy, các em sẽ xem lại. Đây, dây, phần dây tóc bóng đèn đây này. Đây. Dây tóc của bóng đèn này thì được làm chủ yếu bằng Wolfram, tức là nó được làm bằng một cái kim loại mà nó có tính chịu nhiệt cao, nó có nhiệt độ nóng chảy rất cao. Đấy, chứ không phải là bất kỳ kim loại nào cũng được làm, được sử dụng để làm dây tóc bóng đèn cả. Bên trong bóng đèn sợi đốt là chân không. Câu này theo các em mà đúng hay là sai? Các em sẽ xem cái phần bóng đèn sợi đốt ấy. Đây. Đây. Các em đọc kỹ này. Dây tóc bóng đèn được bảo vệ bằng một cái lớp thủy tinh, tức là dây tóc bóng đèn thì nó nằm bên trong, còn bên ngoài là cái lớp thủy tinh, đúng không? Và được hút không khí ra và người ta bơm các khí gì đi? Bơm khí trơ vào. Hút không khí ra. Sau khi hút không khí ra thì người ta bơm các cái khí trơ vào, chứ không phải là bên trong này là môi trường gì? Môi trường chân không. Mà nó là gì đây các bạn? Nó là bên trong của nó, sau khi được hút không khí thì nó phải là khí trơ phía bên trong. Tuổi thọ của bóng đèn sợi đốt thì thấp chứ không phải là cao. Câu đúng ở đây chính là câu A, tức là khi có dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nóng lên tới nhiệt độ cao và nóng đến cái mức độ phát sáng. Cô nói các em các ý B, C, D sai ở đây là dây tóc bóng đèn làm bằng bất cứ kim loại nào là sai này. Cái này nó chỉ được làm bằng Wolfram thôi. Wolfram. Đấy. Ở phía bên kia người ta cũng có ghi cho bạn đấy. Thứ hai là không phải là bên trong của nó là chân không, mà bên trong của nó là khí trơ. Còn tuổi thọ nó là gì? Thấp chứ không phải là cao. Tiếp tục cô chuyển sang câu B. Cô có câu B như sau. Bóng đèn sợi đốt, chúng ta sẽ khoanh vào nhận định xem thử nếu nhận định đúng hay sai thì em khoanh vào. Bóng đèn sợi đốt hoặc là đèn huỳnh quang, đèn compact, đèn LED đều ứng dụng có tác dụng nhiệt dưới dạng là tác dụng nhiệt của dòng điện, đúng hay sai? Các cái loại bóng đèn này thì mục đích của bóng đèn là để phát sáng, đúng không nào? Mục đích của nó là phát sáng thì nó đều ứng dụng tác dụng phát sáng của dòng điện, chứ không phải là cái mục đích sử dụng ở đây là tác dụng nhiệt, mà đây là phải là tác dụng phát sáng nhá. Tác dụng nhiệt thì không đúng rồi. Bóng đèn thì phải cần tác dụng phát sáng chứ, đúng không? Vậy câu này sai. Câu thứ hai, đèn huỳnh quang tiết kiệm điện hơn so với đèn sợi đốt, cái này đúng theo phần người ta vừa đọc. Đèn compact cũng là đèn huỳnh quang nhưng được thu nhỏ, chính xác. Dây tóc bóng đèn làm bằng kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao, đúng. Cụ thể nó là được làm bằng Wolfram. Như vậy chúng ta có một ý đúng, ý đầu tiên, ý
Chúng ta có một ý sai là ý A, còn ba ý còn lại, các ý B, C, D là các ý đúng. Câu chuyển tiếp sang câu C. Bộ phận phát sáng của đèn sợi đốt là bộ phận nào? Em hãy giải thích tại sao bộ phận đó có thể phát sáng. Như vậy, đèn sợi đốt thì cái bộ phận phát sáng của nó chính là cái sợi tóc phía bên trong đấy các bạn. Tức là cái dây tóc làm bằng kim loại Wolfram đấy. Chúng ta sẽ giải thích như sau này. Bộ phận chính của đèn sợi đốt. Cái bộ phận phát sáng này. Đây, cái bộ phận phát sáng nhá. Bộ phận phát sáng của đèn sợi đốt chính là dây tóc làm bằng kim loại Wolfram. Và Wolfram này là nó là một cái kim loại mà nó có nhiệt độ nóng chảy rất cao. Nên dòng điện chạy qua khi mà nó chạy qua cái dây tóc làm bằng Wolfram do tác dụng nhiệt của làm điện, dòng điện thì nó làm cho dây tóc này nó nóng lên đến nhiệt độ cao và phát sáng. Câu chuyển sang ý tiếp theo, ý D. Ngày nay người ta ít sử dụng đèn sưởi đốt để thắp sáng. Giải thích tại sao lại như thế. Vậy theo phần đọc thì chúng ta có phần giải thích như sau. Sau khi đọc xong bài thì chúng ta biết là ngày nay này bóng đèn sưởi đốt thì ít được sử dụng bởi vì là cái hiệu suất phát quang của nó rất thấp. Nó chỉ có cái hiệu suất phát quang là tầm khoảng 5%. Do đó nếu dùng đèn sợi đốt để chiếu sáng thì chúng ta sẽ tốn rất nhiều các cái năng lượng điện và từ đó thì dẫn đến là cái chi phí của nó cũng sẽ tốn kém hơn. Trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các bài tập của bài 23.10 trong quyển bài tập khoa học tự nhiên lớp 8 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em ủng hộ cô thì hãy cho cô một đăng ký kênh và một like video nhé. Chúc tất cả các em luôn học tập tốt và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.